Bây giờ xin mời bà con nghe bài viết của tác giả. Bút hiệu của ông là Cà Mau. Bài viết mang tên Đại tá Nguyễn Mạnh Tường và Chiến trường Bình Định. Trước ngày Hiệp định Paris được ký kết, tôi gặp Trung tá Nguyễn Mạnh Tường ở Phù Mỹ, lúc tôi còn mặc nguyên bộ đồ lính dù. Thế tôi, ông hỏi, nhảy dù sao về đây? Tôi nói tôi bị thương loại 2 không còn khả năng đi cày nên ở lại nhảy dù làm gì nữa. Ông hỏi quê cậu ở đây hả? Tôi nói dạ không, quê tôi ở Tuy Phước. Ông nói Tuy Phước, Phù Mỹ, gì chả là Bình Định. Ông bỏ đi, tôi nghĩ có lẽ ông đang bận. Lần khác cũng tại Phù Mỹ, ông hỏi tôi, thế cậu ở tiểu đoàn mấy? Tôi nói tiểu đoàn 3, thời ông Lịch. Ông phát. Bây giờ nghe đâu ông Sơn hay ông Đồng gì đó tôi không rõ lắm. Ông lại hỏi, thế cậu biết ông Chinh không? Tôi nói tiểu đoàn 3 không có ông Chinh. Ông nói không phải, ông Phan Trọng Chinh kìa. À, thì ra ông tướng Phan Trọng Chinh. Tôi quên mất có ai nói với tôi, hình như Thanh Truyển, Ngọc Nga hay Tố Quyên gì đó. Nói là Phan Trọng Chinh là tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 3 nhảy dù. Tôi hỏi trung tá quen với ông Chinh. Ông nói, có, thân đấy. Tôi lại nghĩ trong bụng, một ông trung tá nói là thân ông tướng thì khó tin. Kể từ đó tôi không mấy thiện cảm với ông trung tá này. Làm việc ở Phù Mỹ, tôi lại xung đột với nghị viên Phan Kỳ. Ông này kiện tôi về tội hành hung giới chức dân cử. Hội đồng hàng tỉnh yêu cầu Bộ Quốc phòng ngưng chức đại úy Nguyễn Cẩm Mậu, đặt đương sự trong vòng điều tra của nha quân Pháp. Nội vụ được phúc trình về Bộ Chỉ huy tiểu khu. Thời điểm này, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường đã chính thức đảm nhiệm tiểu khu phó với toàn quyền an ninh và quân sự. Quyền hạn chưa bao giờ xảy ra đối với các vị tiểu khu phó tiền nhiệm, bị thẩm vấn bởi các nhân viên thuộc tiểu đội quân cảnh điều tra tư pháp. Tôi bác bỏ mọi cáo buộc. Tôi trình bày rằng, tại sao tôi không có quyền tranh cãi với người đại diện dân cử do tôi bầu lên? Đơn đương không có nhân chứng, nên nội vụ được phúc trình bãi bỏ. Nghị viên Phan Kỳ là bạn hữu nghị với ông bà Trung tá Huân, đương kim quận trưởng Phù Mỹ, nên giữa tôi và ông bà quận trưởng đã đi tới một tình huống gây cấn. Tìm hiểu được nội vụ, Trung tá Tường bay ra Phù Mỹ. Ông nói với Trung tá Huân, Mậu, nó không thể nào làm việc ở đây được nữa đâu. Để tôi đưa nó về tiểu khu. Thế là tôi bái bay Phù Mỹ. Trên chiếc trực thăng bay về Quy Nhơn, ông nói, nhảy dù ở đây chỉ có tôi với cậu, bớt nóng đi, chịu khó làm việc. Vậy là ông nhảy dù này binh vực tôi. Tôi lại bắt đầu có thiện cảm lại với ông. Thiếu tá Hạ xin tôi về phòng 4. Tôi được bổ nhiệm làm trưởng ban tiếp liệu với nhiệm vụ điều phối các hoạt động tiếp vận của tiểu khu. Một sáng nọ, vừa uống xong ly cà phê ngoài quán cốc trước cổng tiểu khu, thả bộ vào phòng làm việc. Ông ngừng xe lại, bảo tôi lên xe. Tôi hỏi đi đâu trung tá? Ông nói, tôi với cậu đi kiểm tra đạn dược một đơn vị. Cậu giữ bí mật nha. Tôi cần thằng này làm công tác đặc biệt. Tôi nói, để tôi báo thiếu tá Hạ biết. Ông bảo, được rồi, Hạ để tôi nói sao, ông ấy chưa vào đâu. Tới Phù Cát, ông bảo tập hợp đại đội với đầy đủ súng đạn cho tôi kiểm tra. Riêng ông và đại đội trưởng đem bản đồ ra thật xa và làm việc rất lâu. Sắp lên xe về lại tiểu khu, ông hỏi tôi kiểm tra thấy thế nào. Tôi nói, nó dư cấp số đạn. Trên đường về, ông cho dừng xe trước một quán xếp bên đường. Ông bảo vào đây kiếm cái gì ăn. Tôi nói sao trung tá không về thẳng Quy Nhơn ăn bún bò và cam ngon hơn. Ông nói, thôi, ăn đỡ đói cái gì chả được. Các cậu cứ đòi ăn ngon có ngày ăn lựu đạn. Qua đó tôi hiểu ông là một cấp chỉ huy rất cẩn trọng. Một ngày sau Hiệp định Paris được ký kết, thiếu tá Hạ bảo tôi lên trung tâm hành quân gặp trung tá Tường. Vừa gặp, ông bảo tôi về chuẩn bị súng sát ba lô đi hành quân với ông. Tôi nói, thưa trung tá, tôi loại 2 mà đánh đấm cái gì? Ông nói, đấm mẹ gì, cậu đi với tôi coi lính địa phương quân nghĩa quân đánh giặc thua nhảy dù cỡ nào.
Tôi biết ông đùa cho vui, đợi đại quý thủy trung quý pháp phụ trách truyền tin tới. Ông trải bản đồ ra cho biết tình hình mặt trận đề ghi. Ông chỉ trên hai cái chỗ, đài kiểm báo và núi gần đã được ta chiếm lại đêm hôm qua rồi. Quân mình sẽ đổ bộ xuống từ chân núi Bà, thiết giáp đổ bộ từ biển vào, địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát. Duyên đoàn 21 giữ vững phòng tuyến phía Bắc dọc theo đầm nước ngọt. Đã hơn một ngày rồi, bộ chỉ huy tiền phương của mình đặt tại đài kiểm báo. Hệ thống liên lạc âm thoại đã được thiết lập sẵn sàng trước 30 phút vừa rồi. Thủy phụ lo các liên lạc hành quân, Mậu lo các liên lạc yểm trợ tiếp vận, pháo binh và không yểm đã sẵn sàng. Giờ anh nợ, cuộc hành quân an dân bắt đầu đồng loạt khai diễn. Từ trên trực thăng CNC, Trung tá Tường điều khiển chính xác các mục tiêu oanh kích do các bán phản lực cơ A-37 và trực thăng võ trang thực hiện. Ông cũng điều chỉnh chính xác các tác xạ pháo binh, đông đốc quân bạn siết chặt gọng kềm và ào ạt xung phong vào mục tiêu. Địch quân bị choáng váng trước sức tiến công vũ bão và những cú đấm sấm sét từ các hoa tiêu dũng cảm thuộc căn cứ 60 không quân chiến thuật. Bị đánh bất tuyến, địch quân phải tháo chạy tán loạn. Hàng trăm tên hết đường, tháo chạy ra bãi biển xin đầu hàng và bị ta bắt sống. Cuộc hành quân thần tốc chiếm lại cửa khẩu trọng yếu đã chứng tỏ khả năng và mưu lược của ông 81, danh hiệu hành quân của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Sau đó tôi nghe nói Tổng thống Thiệu đến thị sát mặt trận đề ghi và nhiệt liệt khen ngợi Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Không rõ ông được tưởng thưởng những gì với chiến công oanh liệt đó, chỉ thấy ông vẫn còn đeo lon Trung tá, làm tiểu khu phó với toàn quyền an ninh và quân sự. Trong lúc đó Đại tá Trà là chỉ huy trưởng một bộ chỉ huy chiến thuật dưới quyền chỉ huy của tiểu khu. Rồi đến chiến công lớn nữa của ông trong việc bảo vệ phi trường Phù Cát. Cái lon đại tá của ông là một cuộc tranh cãi gay gắt. Đại tướng bốn sao ở Trung ương ngại gì cái lon đại tá xa tích ngoài miền Trung. Mặc ai tranh giành danh lợi, con mãnh sư của chiến trường Bình Định vẫn lầm lũi làm việc, tiếp tục góp biết bao công trạng nữa trong hoạt động an ninh lãnh thổ của tỉnh nhà. Cuối cùng rồi, ông cũng phải được Tổng thống Thiệu đặt cách thăng cấp đại tá thực tụ tại mặt trận, được ân thưởng đại tứ bảo quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Tuy muộn màng, nhưng cũng tạm làm hài lòng thuộc cấp của ông. Ông tướng, ông tá nào cũng có người thương kẻ ghét. Nguyễn Mạnh Tường trái lại là biểu tượng của lòng thương mến và kính trọng của quân dân Bình Định. Thời điểm tướng Ngô Du làm tư lệnh quân đoàn và đại tá Nguyễn Văn Chức làm tỉnh trưởng Bình Định, nông trường Ba Sao Vàng xua quân đánh chiếm ba quận Bắc Bình Định, cuộc di tản đau thương của quân dân Bắc Bình Định để lại dấu ấn khó phai mờ. Dân chúng thị xã Quy Nhơn tự động di tản gần hết vào Nha Trang. Quận Phù Mỹ trở thành địa đầu giới tuyến, thực hiện mưu đồ chiếm trọn nửa tỉnh còn lại, sư đoàn Ba Sao Vàng, với sự tăng cường một trung đoàn pháo, mở một cuộc tấn công vào chi khu Phù Mỹ và bộ chỉ huy trung đoàn 41 tại căn cứ Trà Quang. Trung tá Nguyễn Mạnh Tường được điều động từ trung tâm hành quân quân đoàn về tiểu khu Bình Định để thành lập bộ chỉ huy chiến thuật tại Phù Mỹ. Có mặt tại tuyến đầu Phù Mỹ, ông đã điều nghiên tình hình, biết trước ý định tấn công của địch. Với tài dụng binh mưu lược, Trung tá Tường đã góp phần to lớn vào chiến thắng lừng lẫy của quân dân Bình Định. Sau khi thị sát mặt trận An Lộc, Công Tâm và Quảng Trị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến thị sát mặt trận Bình Định. Ông nhiệt liệt khen ngợi quân dân Bình Định và tuyên bố, cùng với Bình Long anh dũng, với Công Tâm kiêu hùng, với Trị Thiên vùng dậy, với Bình Định quật khởi, quân dân miền Nam đã thực sự đánh bại cuộc xâm lược của Cộng sản. Để phát huy truyền thống kiêu hùng và danh hiệu quật khởi do Tổng thống trao tặng, tiểu khu Bình Định âm thầm chuẩn bị cho một cuộc hành quân quy mô tái chiếm lãnh thổ. Cuộc hành quân mang tên của vị anh hùng áo vải, hành quân Bắc Bình Vương. Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn được chỉ định làm tư lệnh quân đoàn 2 và đại tá Hoàng Đình Thọ được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Bình Định. Với sự cộng tác nhiệt thành của Trung tá Tường, một bộ tham mưu hỗn hợp được thành lập. Chỉ trong vòng một tuần lễ của cuộc hành quân thần tốc,
ba quận Bắc Bình Định đã được giải phóng, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm địch quân, buộc chúng tháo chạy tản mát về căn cứ địa 226. Tướng Toàn và Đại tá Thọ đã nhìn thấy khả năng tham mưu và dũng lược của Đại tá Tường trong các chiến tích vừa qua. Tướng Toàn yêu cầu Đại tá Thọ giao tiểu khu lại cho Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Ông chính thức đảm nhiệm chức vụ tiểu khu phó với toàn quyền quân sự và an ninh. Lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu khu Bình Định, một tiểu khu phó được phép hành xử quyền hạn như một vị tiểu khu trưởng. Trong một cuộc mạn đàm với Đại tá Thọ, ông nói: "Đại tá và tôi về đây, cầu danh thì được, cầu lợi thì không ở được cái đất Bình Định này." Đại tá Thọ hỏi: "Tôi phải làm cách nào?" Ông trả lời: "Việc trước tiên là đại tá hãy đưa bà vợ của đại tá về Sài Gòn. Khi nào đi phép thì về thăm. Đừng cho các bà ở đây, mình sẽ khó lòng làm việc." Trong tình huống quân sự và chính trị khó khăn của tỉnh nhà, là một người khôn ngoan và có nhiều kinh nghiệm sử dụng nhân sự trong lúc cần thiết, Đại tá Thọ đã chấp mọi đề nghị của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Là thanh niên trưởng thành trong cơn sốc độc lập, nhưng lại chứng kiến chính sách khủng bố những người quốc gia trong hàng ngũ kháng chiến yêu nước của Tập đoàn Cộng sản trong đệ tam quốc tế. Giải pháp độc lập, dân vi quý của Bảo Đại đã thu hút nhiều thanh niên yêu nước. Nguyễn Mạnh Tường gia nhập quân đội khóa 5 vì dân. Quan niệm lý tưởng của quân đội là phục vụ nhân dân và ý thức đây là cơ hội cho ông thực hiện ước vọng của mình. Trung tá Tường đề ra kế hoạch rèn cán chỉnh quân. Để tăng cường và phục hồi chức năng đơn vị, ông từ chối dinh thự dành riêng cho vị tiểu khu phó. Chỗ ngủ của ông là một cái giường bố tại trung tâm hành quân tiểu khu, ăn uống tại chỗ, giản dị như binh lính. Ngoài các công tác tham mưu và hành quân thường nhật, ông lặn lội và bất ngờ đi sâu đến từng thôn xóm để tìm hiểu về đời sống gia đình của từng anh em nghĩa quân, quan sát tình hình và đời sống dân chúng. Ông cần mẫn làm công việc đó cho tới khi nào nắm vững được các mặt tiêu cực của các quan chức, cán bộ, quân đội và chính quyền xã ấp để chuẩn bị lên kế hoạch thích hợp. Tự nhận biết mình đã từng vướng mắc những sai lầm trong quá trình chính trị cá nhân, ông tâm sự: "Cách mạng không phải là đảo chánh, cách mạng là sửa đổi cung cách lãnh đạo trong phục vụ quần chúng." Tiểu khu Bình Định có một lãnh thổ rộng lớn với hàng triệu dân số, 14 quận và chi khu, hai liên đoàn địa phương quân, một bộ chỉ huy pháo binh diện địa với 3 khẩu đội, một trung tâm yểm trợ tiếp vận, 18 tiểu đoàn địa phương quân, 12 đại đội biệt lập, 620 trung đội nghĩa quân cùng với lực lượng nhân dân tự vệ và xây dựng nông thôn. Ngoài trung đoàn 41 đóng tại Phù Mỹ và trung đoàn 40 đóng tại căn cứ Đệ Đức, tiểu khu còn được tăng phái hai liên đoàn biệt động quân để đáp ứng nhu cầu hành quân chiến thuật. Với một quân số phức tạp trên hai sư đoàn và nhằm gia tăng khả năng phối hợp với quân bạn, ông đề ra kế hoạch rèn cán chỉnh quân cho các đơn vị trực thuộc của tiểu khu Bình Định. Bản cấp số chi khu trưởng là trung tá. Ông tuyển chọn những sĩ quan cấp thiếu tá có khả năng chính trị, hành chánh và quân sự để đề nghị bổ nhiệm hầu khuyến khích họ năng nổ làm việc. Về các tiểu đoàn trưởng địa phương quân, ông tuyển chọn những sĩ quan cấp đại úy có khả năng và đạo đức để giúp ông thực hiện kế hoạch rèn luyện cán bộ, chỉnh trang, huấn luyện đơn vị và tạo cơ hội thăng tiến cho họ. Các đơn vị phải được luân phiên hoán chuyển một cách công bằng để hành quân chiến thuật và bồi dưỡng huấn luyện. Ông đích thân soạn thảo các tài liệu học tập đạo đức cán bộ, vai trò lãnh đạo chỉ huy và kỷ luật quân đội. Ông cho thiết lập họp thư quân ý để tìm hiểu ý nguyện của quân sĩ, ngõ hầu soạn thảo các kế hoạch thích hợp. Ông nói thu thập càng nhiều ý kiến của quân sĩ càng củng cố vững mạnh vai trò lãnh đạo của cấp chỉ huy. Ông phê phán quan niệm phòng thủ thụ động với việc tăng cường và thiết lập đồng bót trong phối trí lãnh thổ. Với ông, theo dõi địch và lưu động đánh địch chứ không phải ngồi trong đoàn chờ địch tới đánh mình. Ông đặc biệt lưu tâm vai trò lãnh đạo của chi khu và phân chi khu để tác động hữu hiệu đến các hoạt động thường xuyên của nghĩa quân, tránh chủ quan, lơ là, khinh địch. Khi sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàng triệt thoái về nước, quân đoàn đang lo lắng làm cách nào để có lực lượng thay thế.
Trung tá Nguyễn Mạnh Tường đã làm ngạc nhiên các giới chức quân đoàn. Ông trình bày kế hoạch thay thế sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàng bằng 36 trung đội nghĩa quân hoạt động hiệu quả hơn, và ông đã hoàn thành lời hứa một cách xuất sắc. Về các hoạt động điều phối tại Bộ Tham mưu Tiểu khu, ông cho rằng sĩ quan tham mưu không phải là công cụ để thực hiện chính sách của đơn vị trưởng. Ông nhận thấy đó là một thực thể hiện hữu không mấy tốt đẹp. Ông nói, ngay cả đơn vị trưởng nhiều khi cũng hạn chế về khả năng hoặc lạm dụng quyền lực. Vì vậy, sĩ quan tham mưu phải quan niệm phục vụ lợi ích quân đội trong phạm vi đặc thù chuyên môn. Ông cũng bác bỏ quan điểm nguyên tắc là nguyên tắc. Theo ông, nguyên tắc chỉ có mục đích biện minh cho tính minh bạch. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, ông yêu cầu các phòng ban nghiên cứu các phần vụ kế hoạch và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của ông. Ông cũng đã tiên liệu trước việc lần lượt triệt thoái của các lực lượng đồng minh kèm theo việc cắt giảm quân viện. Ông yêu cầu phòng 4 tiểu khu thiết lập và trình bày kế hoạch tiết kiệm và sử dụng hiệu quả quân trang dụng. Ông lưu ý các sĩ quan điều phối tiếp vận phải kiểm tra thường xuyên, chú trọng đặc biệt việc sử dụng đạn dược phải tương ứng với các thành quả chiến thắng. Pháo binh chỉ được sử dụng khi có yêu cầu chính xác của chiến trường, chấm dứt việc bắn quấy rối như trước. Ông cũng bác bỏ kế hoạch thiết lập và thông báo các lịch trình thanh tra thường xuyên. Thanh tra phải được thực hiện bất ngờ và phải được báo cáo kịp thời. Mục đích của thanh tra là phát hiện sai phạm và ngăn ngừa kịp thời sự lạm dụng. Ông luôn dò hỏi, tìm kiếm những cán bộ liêm chính bổ nhiệm vào các chức vụ thanh tra. Xuyên suốt quá trình thực hiện kế hoạch rèn cán chỉnh quân, cơ cấu tổ chức, cơ cấu lãnh đạo đơn vị đã thực sự đi vào nề nếp, tạo thành quả hữu hiệu chưa từng có trong các hoạt động an ninh của tỉnh nhà. Càng ngày, Bộ Chỉ huy Tiểu khu càng nhận được các thành quả chiến thắng từ các chi khu, liên đoàn và tiểu đoàn địa phương quân đầy khích lệ, đặc biệt là những thắng lợi của nghĩa quân trong công tác an ninh lãnh thổ. Trước giờ ký kết Hiệp định Đình chiến Paris tháng Giêng năm 73, Cộng quân số 1 trung đoàn chiếm cứ cửa khẩu Đề Ghi, nơi đặt bản doanh của Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 21 Hải quân. Vì tính cách nghiêm trọng của vi phạm Hiệp định Đình chiến, Tổng thống Thiệu đã yêu cầu quân đoàn, khu 22 chiến thuật và tiểu khu Bình Định bằng mọi cách phải chiếm lại cửa khẩu. Trước sự ngần ngại của vị tư lệnh khu 22 chiến thuật và theo đề nghị tư lệnh quân đoàn, Tổng thống Thiệu đã chỉ định Trung tá Nguyễn Mạnh Tường làm tư lệnh mặt trận Đề Ghi, kèm theo chỉ thị tránh gây thiệt hại cho dân chúng. Cuộc hành quân này mang tên An Dân, được chỉ huy bởi một cựu sinh viên sĩ quan khóa 5 vì dân, là Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Các lực lượng chủ lực tăng phái được lệnh phải nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh của tư lệnh chiến trường. Ông cho lệnh một đơn vị biệt động quân bất thần tấn công chớp nhoáng chiếm giữ đài kiểm báo. Cùng lúc đó, một đại đội địa phương quân của Trung Quý Phước chớp nhoáng chiếm giữ núi Gợn, bị tấn công bất ngờ vào ban đêm, buộc địch tháo chạy và bỏ lại nhiều xác chết và vũ khí. Tiếp theo là cuộc đổ bộ bất ngờ ba tiểu đoàn của sư đoàn 22 bộ binh từ chân núi Bà phối hợp với một chi đoàn thiết quân vận đổ bộ từ biển vào. Hai gọng kềm siết chặt với lối điều binh thần tốc, đánh địch từ sau lưng và cạnh sườn, buộc địch quân co cụm, một số bị giết, địch phải tự mở đường máu chạy thoát, số còn lại hết đường chạy ra bãi biển và bị ta bắt sống. Phụ giúp ông trên trực thăng chỉ huy gồm có đại úy Bùi Trọng Thủy, đại úy Nguyễn Cẩm Mậu. Từ không trung, ông vừa điều họp chính xác các phi vụ không yểm, các tác xã pháo binh yểm trợ, ngay cả việc tản thương quân bạn. Trận chiến kết thúc, ông yêu cầu Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến lập biên bản ghi nhận việc cộng vi phạm hiệp định và yêu cầu Ủy hội ký vào biên bản. Thắng lợi của cuộc hành quân vì dân theo ông, đó là một cuộc hành quân không gây thiệt hại đến tánh mạng và tài sản của người dân. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên một lần nữa đến thị sát mặt trận Đề Ghi, tuyên bố trước đông đảo phái đoàn ngoại giao và báo chí quốc tế. Tổng thống nói, mặc dù đã đặt bút ký vào Hiệp định Hòa bình, Cộng sản lại tiếp tục vi phạm hòa bình, nhưng với tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân dân Bình Định một lần nữa đã đánh bại chúng. Với danh hiệu Bình Định quật khởi,
Đã được trước đây, hôm nay quân dân Bình Định nhận thêm một danh hiệu mới, đó là Bình Định quyết chiến quyết thắng. Nguyễn Mạnh Tường đứng nghiêm đón nhận lời tuyên dương của vị tổng tư lệnh tối cao, nhưng bên cạnh tổng thống còn có thêm vị tướng 4 sao, người đã từng vùi dập ông trong quá trình quân ngũ. Phần thưởng cho ông không hề có gì ngoài lời khen và sự thán phục. Tuy vậy, Nguyễn Mạnh Tường vẫn âm thầm chịu đựng và tiếp tục kiên nhẫn phục vụ. Kế tiếp là chiến tích của ông bẻ gãy âm mưu tiêu diệt phi trường Phù Cát, nơi đặt bản doanh căn cứ 60 không quân chiến thuật, là một trong những căn cứ không yểm quan trọng của quân khu 2, nhưng lại là nơi có phòng thủ yếu nhất, là người giải mã được đặc lệnh truyền tin của địch. Ông yêu cầu Trung tá Nguyễn Hồng Tuyền ra lệnh cắm trại 100%. Ông tức tốc đặt ngay bộ chỉ huy hành quân của ông tại phi trường Phù Cát. Điều động tức khắc trong đêm chi đoàn thiết giáp đang đóng tại đèo An Khê của Trung úy Huỳnh Văn Mỹ và liên đội trinh sát của Trung úy Hồ Quynh. Hai đơn vị này là nỗ lực chính đánh vào cạnh sườn của địch nhằm bẻ gãy hướng tấn công. Dự đoán chính xác ý định của địch với tài dụng binh mưu lược, ông đã gây thiệt hại nặng nề cho địch. Trung tá Nguyễn Hồng Tuyền và toàn thể quân nhân các cấp của căn cứ từ đây xem ông như là một chiến hữu ân nhân. Lần này, thượng cấp không thể làm ngơ. Ông được chính thức thăng cấp đại tá tại mặt trận và được ân thưởng đại tứ đẳng Bảo Quốc huân chương, kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Tuy muộn màng nhưng cũng làm cho thuộc cấp và những ai mến phục ông tạm hài lòng. Dù bị bệnh viêm tai nặng do quá trình lâu dài bay bổng chỉ huy hành quân, nhưng ông không hề khai bệnh. Tuy nhiên công lao của ông cũng chỉ tồn tại với thời gian nhất định, khi mà nạn mua quan bán tước lại bắt đầu tái diễn. Quân dân Bình Định lại phải mất đi một nhân tài, một cán bộ mẫn cán. Ông cáo bệnh từ quan, xin nhập viện vì bệnh viêm tai. Chiến hậu dưới quyền nhiều người đến thăm ông, với nụ cười đậm nét ưu phiền. Ông nói, không thể làm việc được nữa, thì phải đi. Tôi đã nói lời cảm ơn ông Thọ đã đến thăm tôi hôm qua. Tác giả Cà Mau. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.